Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin miền Trung Tây Nguyên của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Thưa quý vị, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung vừa ký tờ trình Chủ tịch nước tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tổng kinh phí để tặng quà đợt này là gần 450 tỷ đồng. Cụ thể, mức quà 600.000 đồng tặng người có công với cách mạng gồm người hoạt động cách mạng trước ngày 1 tháng 1 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đại hàng tháng, người hoạt động cách mạng từ ngày 1 tháng 1 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 đang hưởng trợ cấp ưu đại hàng tháng, bà mẹ Việt Nam Anh Hùng đang hưởng trợ cấp ưu đại hàng tháng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến đang hưởng trợ cấp ưu đại hàng tháng, thương binh hạng 1 trên 4, mức quà 300.000 đồng dành tặng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trở xuống, đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động. Tối ngày 29 tháng 11 tại quảng trường 16 tháng 3 thành phố Con Tum, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Con Tum tổ chức lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ nhất năm 2023 với chủ đề Đại ngàn Tây Nguyên tinh hoa hội tụ. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, Đảng và nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm phát triển toàn diện và bền vững vùng Tây Nguyên. Ngày 6 tháng 10 năm 2022, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 23 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trong đó xác định xây dựng nền văn hóa Tây Nguyên tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, thống nhất trong đa dạng, tôn trọng các giá trị văn hóa khác biệt giữa các dân tộc, coi đây là động lực nền tảng cho phát triển và hội nhập quốc tế của vùng. Đại tướng Tô Lâm mong muốn các đồng chí đồng bào tiếp tục quan tâm thực hiện các chủ trương của Đảng, nhà nước, bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu, các di sản thế giới, di tích xếp hạng quốc gia đặc biệt phát huy vai trò của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên trong phát triển văn hóa truyền thống, tạo mọi điều kiện nâng cao mức thụ hưởng và tham gia hoạt động sáng tạo văn hóa của nhân dân, kết hợp hài hòa việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa với các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch bền vững. Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ nhất năm 2023 có sự tham gia của gần 600 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên của năm tỉnh Tây Nguyên, gồm Con Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng. Năm 2025, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ chỉ còn 4 môn, trong đó có 2 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn. Thông tin được công bố tại họp báo về phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông theo chương trình giáo dục phổ thông vừa diễn ra. Theo đó, thí sinh sẽ thi bắt buộc môn ngữ văn toán và hai môn thí sinh tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12, bao gồm ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tiên học, công nghệ ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Nội dung thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 sẽ bám sát mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đề thi theo hướng tăng cường đánh giá năng lực, phù hợp với quy định và lộ trình triển khai chương trình mới. Kỳ thi được tổ chức trên toàn quốc theo cách thức chung đề, chung đợt, cùng thời gian, theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Giai đoạn 2025-2030 giữ ổn định phương thức thi trên giấy, từ sau năm 2030 sẽ từng bước thí điểm thi trên máy. Sáng ngày 30 tháng 11, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 tổ chức hội nghị tổng kết công tác Cảnh sát Biển năm 2023. Thiếu tướng Lê Đình Chương, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Cảnh sát Biển Việt Nam dự hội nghị. Báo cáo tại hội nghị cho thấy năm 2023, Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh vùng đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ quyết liệt, hoàn thành toàn diện các mặt công tác cảnh sát biển, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thường xuyên trao đổi, nắm chắc thông tin về tình hình trên các vùng biển, đặc biệt âm mưu thủ đoạn hành động chống đối các đối tượng, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ huấn luyện với xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, triển khai nền nếp hiệu quả, đặc biệt công tác cứu nạn cứu hộ được thực hiện thường xuyên, công tác dân vận ngày càng hiệu quả và có chiều sâu. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm hệ thống trực các cấp, phối hợp với các lực lượng có liên quan, kịp thời nắm xác minh 72 thông tin tai nạn sự cố phương tiện trên biển và tham gia cứu hộ cứu nạn thành công một phương tiện. 15 ngư dân trên các tàu cá trên các vùng biển Bộ Tư lệnh vùng quản lý. Cạnh đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 cũng đã phối hợp thực hiện hiệu quả các chương trình Cảnh sát Biển đồng hành với người dân, công tác dân vận Cảnh sát Biển với đồng bào dân tộc tôn giáo tại các địa phương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin miền Trung Tây Nguyên của Đài Phát Thanh Truyền hình Quảng Nam. Cảm ơn bản Thạch Riverside Hotel and Resort đã đồng hành cùng bản tin. Xin kính chào tạm biệt.